Chào mừng quý bà con quay trở lại với chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 9. Với game 2 này chúng ta có hai thử thách dành cho hai đội. Thử thách thứ nhất, hai đội có 3 người chơi và chúng ta sẽ buộc chiếc chậu thau nhựa ở trước người, di chuyển vào phía trong chợ và có nơi cắm lá cờ của chương trình. Ở đó có một quả bưởi. Mỗi đội cầm tay để quả bưởi vào trong chậu và di chuyển về sân khấu. Tuyệt đối khi di chuyển về không được dùng tay đỡ vào chậu. Đội nào về trước, đội đó sẽ giành chiến thắng. Rõ chưa? Mời quý vị khán giả hãy đếm cùng tôi nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời hai đội quay ra xem màn hình để cổ vũ cho đội của mình. Xin mời. Nhanh lên, đội đỏ nhanh đến kia cơ mà. Nhanh, về đón nào. Đây, đội của mình đây. Nhanh. Nhầm chuông à? Vừa rồi đội nào về trước? Rất tiếc cho đội xanh đúng không? Một tích tắc nữa thôi. Đội đỏ đang nhầm chuồng thì đội xanh là cũng vượt lên được một chút, nhưng mà về đến đây thì lại vấp ngã, thế mới đau chứ này. Vâng, và tôi xin tuyên bố với vòng 1 của game 2, đội đỏ giành chiến thắng. Chúc mừng đội đỏ. Và vòng 2 của game 2 này đội xanh phải cố gắng lên. Với vòng 2 của game 2 này, hai đội phải có thử thách như sau. Hai người sẽ được đội mũ, ở trên đó gắn những chiếc quạt nan, sau đó ngồi lên trên con thú nhún, vòng qua trụ xoay một vòng, sau đó bị bịt mắt đưa lên trên đây, đánh rơi quả bóng. Bây giờ hai đội cử ra hai người chơi giỏi nhất. Trong vòng 1 phút đội nào đánh rơi bóng thì đội đó sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Vòng trái, tiến đi, thẳng lên, rồi thẳng nữa đi, đứng đây, rồi, vâng. Chúc mừng đội xanh, rồi đội đỏ thua rồi. Với game 2 này, đội xanh giành chiến thắng. Vậy là Game 2 phần 2 đội xanh giành chiến thắng. Tỷ số của game 2 đang hòa nhau là 1-1. Vậy chúng ta vẫn có một lượt chơi cuối cùng nữa để phân xem game 2 này đội nào sẽ giành chiến thắng. Bây giờ hai đội lại cử cho tôi hai người chơi xuất sắc nhất. Mời hai người ngồi vào vị trí ạ. Quý vị khán giả hãy nhắc to cho hai đội chơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Vòng trái đi, nhanh đi. Rồi, tiến thẳng. Rồi, không lên, mạnh vào, đứng lên, hút mạnh vào, mạnh vào. Ôi giời, trên đầu. Rơi quạt cũng được, bỏ đầu ra mà tết. Đứng lên. Đội đỏ về chỗ, rơi cả mũ cả ấy rồi. Mạnh vào thôi. Vòng thi vừa rồi thì đội xanh chơi rất quyết liệt và cuối cùng cũng đã giành chiến thắng. Một lần nữa xin chúc mừng đội xanh thắng game 2. Cho lấy mấy phút sẽ lên trao quà cho đội thắng game 2 vừa rồi. Xin mời. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Cho Lên Mấy Phút đã trao quà cho đội thắng game 2. Và tiếp theo chúng tôi xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành sẽ chọn một vị khán giả vỗ tay ủng hộ nhiệt tình nhất trong game 2 vừa rồi. Thay mặt cho sở trọng tài, tôi xin chọn chị mặc áo màu hồng. Má màu hồng, vâng. Chị bán hàng hay là chị đi chợ? Em bán hàng. Vâng, xin mời nhãn hàng găng tay cao su Hợp Thành tặng quà cho vị khán giả ủng hộ nhiệt tình nhất. Lê Anh xin cảm ơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.